Nữ diễn viên Sandra Bullock là ngôi sao Hollywood được trả nhiều tiền nhất trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014 với 51 triệu đô la. Tiếp theo là Jennifer Lawrence và Jennifer Aniston, bảng xếp hạng được tạp chí Forbes công bố vào ngày 4 tháng 8 vừa qua. Với thành công của bộ phim ly kỳ viễn tưởng Gravity mang về 7 giải Oscar và 716 triệu đô la doanh thu toàn cầu, Bullock đã nhảy từ vị trí thứ 7 của năm trước lên vị trí đầu bảng. Nữ diễn viên Lawrence của The Hunger Games xếp ở vị trí thứ 2, năm thứ 2 liên tiếp, với khoản tiền tiết kiệm được khoảng 34 triệu đô la, trong khi vợ cũ của tài tử Brad Pitt, Jennifer Aniston, xếp ở vị trí thứ 3 với 31 triệu đô la. Các vị trí tiếp theo thuộc về Gwyneth Paltrow 19 triệu đô la, Angelina Jolie 18 triệu đô la. Như vậy, Jolie đã rơi từ vị trí số 1 năm ngoái xuống vị trí thứ 5. Cùng hạng với Jolie còn có Cameron Diaz, ngôi sao 29 tuổi Scarlett Johansson đang được quan tâm hiện nay với phim hành động viễn tưởng Lucy đứng thứ 7 với 17 triệu. Đứng thứ 8 là Amy Adams và Natalie Portman với 13 triệu và Kristen Stewart của Twilight ở cuối bảng với 12 triệu. Tạp chí Forbes đã xếp hạng bằng việc tổng hợp nguồn thu của các nghệ sĩ từ hoạt động phim ảnh, quảng cáo, sự kiện qua tìm hiểu thông tin từ các nhà quản lý và luật sư của họ. Mặc dù các nữ diễn viên đều có thu nhập rất cao, nhưng theo Forbes, khoản thu của phụ nữ vẫn còn kém xa nam giới, trong khi tổng số tiền mà 10 nam diễn viên kiếm được nhiều nhất trong năm là 419 triệu đô la, thì 10 nữ diễn viên chỉ kiếm được 226 triệu đô la.